Cứ đến dịp lễ dài ngày, nhất là những ngày Tết Nguyên Đán vừa qua, hầu như ai trong chúng ta cũng cho phép bản thân được buông thả, nghĩa là ăn cái này nhiều hơn một chút, uống cái kia nhiều hơn một chút, vì cả năm mới có một dịp mà, phải tranh thủ chơi cho đã chứ. Nhưng cũng chính vì thế mà mỗi lần sau Tết thì cơ thể chúng ta thường uể oải, mệt mỏi. Đã đến lúc chúng ta phải tạm xa bánh chưng, bánh tét để quay trở lại với cuộc sống hối hả. Kỳ nghỉ Tết đã đến hồi kết, hãy cùng mình bật lại công tắc, lấy lại phong độ sau Tết nha. Bật luôn công tắc gật đầu. Khoan đặt vội những mục tiêu to lớn, đặt những mục tiêu xa vời, thậm chí thiếu thực tế là cách nhanh nhất để bạn thất bại trước khi thực hiện nó. Thay vào đó, chúng ta hãy nhìn vào thực tế những ngày Tết vừa qua. Đó là những đêm thức muộn vì không phải dậy sớm, là những bữa sáng bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa. Khoan nói về việc quyết tâm, nhưng rõ ràng là cơ thể bạn đang gặp phải cản trở lớn để trở lại với nhịp sinh học bình thường. Vậy thay vì đặt liên hoàn báo thức vào ngày trở lại, thì bây giờ bạn nên xây dựng thêm một vài thói quen nho nhỏ để việc thức dậy có thể trở nên dễ dàng hơn. Có rất nhiều cách để bạn chìm vào trong giấc ngủ, như là tắm nước nóng, uống trà thảo mộc, hoặc là dành ra 30 phút mỗi tối để đọc sách. Đây là những thói quen ít tốn thời gian và giúp bạn chăm sóc bản thân mình. Dành ít nhất 5 đến 10 phút mỗi ngày để tập thể dục. Không thể kể hết lợi ích của việc tập thể dục, nhưng trước mắt là với 5-10 phút mỗi ngày thì bạn sẽ thấy cơ thể của mình đỡ uể oải hơn để bắt đầu nhịp sống thường ngày. Đơn giản, bạn chỉ cần đi hoặc là chạy bộ trên máy chạy bộ tại nhà cũng là một cách để giúp cơ thể vận động. Chúng ta không nên tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, hãy để cho cơ thể bạn khởi động theo nhịp độ mà nó mong muốn. Ngoài ra, tập thể dục cũng là cách để cơ thể chúng ta đổ mồ hôi nhiều hơn, giúp thải độc sau những ngày uống nhiều rượu bia, đồ uống có ga, v.v. Các bạn đừng quên rằng, một cơ thể khỏe mạnh là chìa khóa của thành công. Chọn nước thay cà phê, rượu bia, các đồ uống có ga và các thực phẩm không lành mạnh khiến cơ thể bị mất nước. Vì vậy, bạn cần nốc cạn nhiều ly nước hàng ngày. Uống nhiều nước sẽ giúp làm sạch hệ thống cơ thể và giúp bạn trở lại trạng thái cân bằng, khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, uống nước ép trái cây cũng là một cách để bù nước hiệu quả cho cơ thể, giúp chống lại tình trạng mất nước, giúp cải thiện tiêu hóa và giải độc. Hơn nữa, caffeine là một nguyên nhân gây mất nước cho cơ thể. Chính vì vậy, sau kỳ nghỉ hãy khoan uống cà phê ngay, mà thay vào đó là thường xuyên uống nước lọc hoặc nước ép trái cây nhé. Thải độc cho da. Nghỉ lễ dài ngày thì sẽ khiến cho chúng ta quên bẵng đi cái việc chăm sóc da. Chưa kể là ăn nhiều đồ ăn có chứa nhiều dầu mỡ nè, uống nhiều rượu bia thì sẽ khiến cho da của mình bị xuống sắc. Nếu bạn chưa có chương trình chăm sóc da cơ bản thì ít nhất bạn nên cho da được thải độc. Đặc biệt là các bạn nữ, trong dịp Tết sẽ trang điểm nhiều, làn da vì thế cũng trở nên xỉn màu và kém mịn đi. Tẩy da chết ít nhất 2 lần một tuần để loại bỏ lớp da sần phía ngoài sẽ giúp làn da của bạn mịn màng và sáng sủa hơn. Tiếp theo, bạn nên rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Nếu bạn có máy rửa mặt thì càng tốt. Máy sẽ giúp làm sạch bụi bẩn và dầu sâu bên trong da. Bên cạnh đó, làm giảm mệt mỏi, cải thiện tuần hoàn máu và chắc chắn là vẫn phải dưỡng da đầy đủ với toner và kem dưỡng rồi. Đừng nghĩ đây là việc chỉ dành riêng cho chị em phụ nữ nha. Phong độ của đàn ông cũng được thể hiện qua việc chăm sóc da nữa đó. Đơn giản thôi, bởi vì các bạn nữ thì sẽ thích các bạn nam có một làn da đẹp hơn là một làn da bóng dầu và nổi mụn, đúng không nè? Dành thời gian cho mọi người. Dành thời gian cho mọi người. Nghe thì có vẻ vô lý ha. Chẳng phải là mình đã dành rất là nhiều thời gian cho mọi người trong kỳ nghỉ Tết rồi sao? Nhưng mà các bạn ơi, có lẽ là các bạn cũng có thể quên những người đồng nghiệp lâu ngày không gặp của mình nữa đấy. Thay vì nói vài câu chuyện phiếm, trong ngày đầu tiên đi làm trở lại, bạn hãy rủ mọi người đi ăn một bữa ăn thân thiết nhé. Cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui trong dịp Tết hay thậm chí là những khó khăn của bạn trong buổi đầu trở lại. Bạn sẽ không chỉ bất ngờ khi có người chia sẻ mà tinh thần của bạn và mọi người sẽ trở nên phấn chấn hơn, cảm thấy ngày làm việc không còn nặng nề nữa. Tết đã hết, mùa vui chơi đã đến hồi kết, chúng ta cần phải bật lại công tắc, lấy lại phong độ để tiếp tục công việc. Qua video này thì Điện Máy Xanh hy vọng các bạn sẽ sớm cân bằng được cuộc sống của mình, công việc thì thuận lợi, trôi chảy, sức khỏe thì dồi dào để thành công hơn trong năm sửu nhé. Còn bây giờ thì Ánh xin khép lại video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.